Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm chúc mừng lãnh đạo cán bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng cấp ủy thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn Văn phòng Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy năng lực phối hợp tốt với các đơn vị chuyên môn, trong đó có Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp việc cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tự hào với truyền thống của ngành đội ngũ cán bộ văn phòng thành ủy cũng sẽ không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác tham mưu phục vụ cấp ủy